À, tôi đang đi giữa rừng bắp ở vùng canh tác Xuân Thế Thượng, Hóc Môn, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. Bắp ở đây rất là tốt, cao hơn đầu người. Và đây là những quả bắp tươi ngon được bà con nông dân trồng. Và cái cách tưới vào mùa khô ở đây như thế nào? Thì tôi phát hiện bà con đào cái giếng sâu như thế này. Và đặt cái máy bơm để bơm nước tưới đảm bảo vào mùa khô. Và ở đây bà con đang ươm cây giống đây để trồng cho cái vụ mùa màu sắp tới. Rất tuyệt vời buổi chiều ngoại thành Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.